Báo Campuchia 100% ủng hộ Lào, nguyên rủa Việt Nam tại SEA Games, khắp Đông Nam Á bất bình. Sau hàng loạt hành động gây khó dễ với U22 Việt Nam trong việc bố trí sân bãi và quá trình tập luyện, chủ nhà Campuchia đã tiếp tục khiến cho khán giả Đông Nam Á phải bất bình vì có hành vi thiên vị giúp đỡ đội tuyển Lào nhằm khiến cho U22 Việt Nam gặp bất lợi trong trận giao quân. Theo đó, đội chủ nhà bố trí cho Lào tập ở gần khách sạn và đặc biệt là không cần phải đổi sân liên tục giống như Việt Nam. Thay vào đó, Campuchia đã tỏ rõ ý định là hạ bệ Việt Nam trong giải đấu năm nay bằng việc cho báo giới viết bài công khai chê bai U22 Việt Nam và ủng hộ Lào. Theo đó, tất cả các tờ báo của thể thao Campuchia đều đồng loạt đăng tải ủng hộ U22 Lào trong trận giao quân và có những lời lẽ bề hạ Việt Nam trước trận mở màn. Tờ Campuchia Sport đã viết, U22 Việt Nam có chuỗi trận thua cực kỳ tệ hại trước SEA Games 32. Đây là dự báo cho một giải đấu mà U22 Việt Nam có phong độ kém. Chính vì vậy, U22 Lào hoàn toàn có thể nắm bắt cơ hội và làm nên điều đặc biệt. Tờ Phnom Penh Today thì cũng đã giật tít, U22 Lào đứng trước cơ hội có 1-0-2. Bên dưới tờ báo này đã nhận xét, U22 Lào đang có một sự chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng khi bước vào sân tập luyện tại Ả Rập trở về. Trong khi đó, U22 Việt Nam đã thể hiện một phong độ tệ hại khi có 5 trận thua liên tiếp. Nhiều khán giả tin rằng U22 Lào đang thể hiện và ra sức cho trận đấu mở màn. Tờ Chơi Chay của Campuchia kêu gọi, người hâm mộ Campuchia hãy đến ký sân để cổ vũ. Trước sự khích lệ thái quá từ đội chủ nhà thì U22 Lào, vị huấn luyện viên trưởng cũng tỏ ra hết sức tự tin. Dù có rơi vào bảng đấu tử thần và phải gặp đương kim vô địch Việt Nam hay Á quân Thái Lan thì chúng tôi cũng sẽ tới SEA Games 32 để chơi. U22 Lào chẳng ngại đụng độ với đội từng 16 lần vô địch cả Thái Lan hay đương kim vô địch Việt Nam. Chúng tôi sẽ ra sân và chiến đấu như những chiến binh. Có thể thấy là đội chủ nhà Campuchia cùng với đội tuyển Lào đang tỏ ra rất muốn hạ bệ chúng ta. Người hâm mộ Đông Nam Á đang chứng kiến sự trơ trẽn phía trước là Campuchia. Tuy nhiên, theo vị huấn luyện viên Phạm Minh Đức, thì người hâm mộ cũng không cần phải quá bận tâm làm gì, dù có tuyên bố hùng hồn thì cũng chẳng làm được gì. Cụ thể, ông chia sẻ, bất kỳ vị huấn luyện viên nào, nhất là vị huấn luyện viên ngoại, khi tới dẫn dắt một tập thể thì luôn luôn phải có niềm tin vào bản thân và luôn luôn phải bảo lưu quan điểm của mình, khích lệ các cầu thủ. Đấy là điều rất cơ bản. Tôi nhớ trước đây, trước khi gặp Việt Nam thì ông huấn luyện viên này cũng đã từng tuyên bố như vậy. Ngược về AFF Cup 2022, Lào cũng ở bảng B với Việt Nam và cũng đụng độ nhau ở vòng đầu tiên. Trước trận đấu, thậm chí vị huấn luyện viên trưởng còn tự tin. Tuy nhiên, tiếc sau đấy, Lào đã thua đậm 6-0. Nhìn trở lại thì điều quan trọng vẫn là phải xem chất lượng giải đấu, trình độ của bóng đá Lào ở đâu, các cầu thủ trẻ có thường xuyên chơi ở giải vô địch quốc gia hay không. Chuyện lấy giải cốt tinh thần đương nhiên là việc phải làm, nhưng tôi nghĩ Lào sẽ gây bất ngờ trước Việt Nam. Điều này là khó khăn. Có chăng thì họ sẽ gây được khó khăn cho chúng ta trong thời gian đầu mà thôi, khi họ đang khỏe và tập trung. Nhưng nếu chúng ta xây dựng một cường độ lên bóng và chơi những phẩm chất đúng của cầu thủ Việt Nam, thì khả năng nhóm này sẽ rất khó để thể hiện và thắng trước đội chúng ta. Trong quá khứ, khi mà Lào ở cấp độ đội tuyển quốc gia hay là cấp độ trẻ, ông Park Hang-seo để chơi kiểm soát và tấn công. Vậy giữa thời ông Tuchel, cách tiếp cận sẽ như thế nào? Vị huấn luyện viên Phạm Minh Đức cho rằng về cơ bản phong cách của Việt Nam tới đây cũng sẽ giống như thời ông Park. Khả năng là Lào sẽ chơi phòng ngự dày đặc 5-4-1. Khi gặp một đội bóng yếu và không có khả năng phản kháng thì đương nhiên chúng ta sẽ đẩy đội hình lên cao giống như thời ông Park mà thôi. Chúng ta sẽ để cho 3 cầu thủ ở hàng phòng ngự, 7 cầu thủ tấn công. Ở thời ông Park thì dàn cầu thủ U22, U23 Việt Nam nhiều cầu thủ cao to hơn. Còn nhìn vào danh sách U22 lúc này, những cầu thủ thì cao to ít hơn. Dù vậy chúng ta cũng có Văn Tùng và Văn Trường. Họ sẽ là hai cầu thủ đón các pha bóng bổng. Văn Trường có khả năng không chiến rất tốt, chọn điểm rơi cũng tốt. Ở một hàng thủ xây đặc thì vị huấn luyện viên giỏi như ông Tuchel cũng xây giống như ông Park. Nếu như mà chưa thể xuyên suốt một nhờ bật tường, đột phá và đá phạt cố định chuyển sang tận dụng bóng bổng và bóng phạt, phạt góc. Ngoài Văn Trường, Văn Tùng cũng sẽ được ông ấy tận dụng thêm. Thường thì phải gặp các đội bóng yếu, vị huấn luyện viên chủ yếu là lên phương án ghi bàn. Mà đã về phương án ghi bàn thì ai cũng thế thôi. Ông Park hay ông Tuchel cũng sẽ giống nhau, tận dụng tất cả các mũi nhọn. Dự đoán về tỷ số thì ông cho rằng, về chuyên môn chúng ta luôn tôn trọng vào đối thủ và phải đá kỹ thuật rất tốt. Với sự chênh lệch giữa bóng đá Việt Nam và Lào, chúng ta phải làm như thế nào để không cho đối thủ chơi bóng vì chúng ta đang hướng về World Cup cơ mà. Nếu không phải chủ quan,
Nhưng mà chúng ta cần phải đánh giá đúng. Trước Lào, Singapore, theo quan điểm tôi, sẽ là hai trận thuận lợi cho chúng ta. Lào vẫn như khó khăn và có thể có một chút ban đầu mà thôi. Nếu như mà ghi bàn chỉ một thôi, trong hiệp 1 thì sau đó đối phương sẽ không giữ được mảnh lưới nữa. Tôi nghĩ tỷ số sẽ là 3-0. Đó là những nhận định của một người trong nghề, hy vọng là tất cả những chuyện sẽ diễn ra đúng như vị huấn luyện viên này nói. Hiện tại thì U22 Việt Nam đang rất tích cực tập luyện. Trong buổi tập ngày 26 tháng 4, Việt Nam sẽ phải đối diện với cái nắng lên tới 40 độ C. Tinh thần của các cầu thủ hiện tại đang rất thoải mái. Buổi tập diễn ra khá nhẹ nhàng giúp cho các cầu thủ thích ứng với thời tiết. Cũng trong buổi tập này, chiến gia người Pháp bất ngờ ra một chỉ thị đặc biệt liên quan tới Việt Nam. Theo đó, ông Trussier cấm lệnh với truyền thông. Ông Trussier yêu cầu các phóng viên không tác nghiệp tại khuôn viên khách sạn, đặc biệt là ghi hình của Việt Nam. Vị huấn luyện viên người Pháp cũng đã hạn chế thời gian tác nghiệp của các phóng viên, yêu cầu họ làm việc cố định bên ngoài trong các buổi tập thay vì là được vào sân thi phạm. Đội sẽ có thêm 2 buổi tập luyện nữa trước khi bước vào giải đấu chính thức. Đó là tin tức về các cầu thủ U22. Còn với đội tuyển nữ, ban huấn luyện cũng đã chốt ngay sang Campuchia. Cụ thể hôm nay, đội tuyển Việt Nam đã trải qua trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn Nhật Bản. Do đến ngày 3 tháng 5 đội mới phải thi đấu trận đầu tiên, thì ban huấn luyện đã quyết định không sang Campuchia ngay mà ở lại Nhật Bản tập luyện thêm 3 ngày. Đến ngày 30 tháng 4, toàn đội mới di chuyển từ Osaka về thành phố Hồ Chí Minh và nối chuyến bay sang Phnom Penh. Chuyến bay của thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ cất cánh vào lúc 10 giờ 30 quá cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh 2 tiếng. Tại đây sẽ hội quân cùng với Huỳnh Như, trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi. Chia sẻ về mục tiêu, Huỳnh Như cho biết, mục tiêu của Như là cùng với toàn đội bảo vệ tấm huy chương vàng tại giải đấu. Thời gian vừa qua, giải đấu tại Bồ Đào Nha vẫn đang diễn ra, Như vẫn duy trì tập luyện. Khi về nước, dù thời gian ngắn nhưng Huỳnh Như cũng sẽ tập thêm để duy trì thể lực và sẵn sàng trở lại. Tại SEA Games 32, đội tuyển Việt Nam cùng bảng với Malaysia, Myanmar, Philippines, trong đó Philippines là đối thủ chính của đội tuyển nữ Việt Nam trong bảng đấu lần này.